Thích Minh Tuệ sự thay đổi lớn về nhận thức vì sao lúc đầu chính quyền không cấm. Trong thời gian gần đây, dư luận xã hội rất quan tâm đến hiện tượng hành giả Thích Minh Tuệ, người tu hành đi bộ khất thực đã hơn 6 năm với hành trình từ Nam ra Bắc và ngược lại. Sự Thích Minh Tuệ chỉ mới trở thành hiện tượng xã hội nhờ các mạng xã hội và đội ngũ YouTube, Facebook, TikTok nhiệt tình đi theo và ghi lại hành trình của thầy. Những video về thầy đã làm cho hàng triệu khán giả người Việt Nam trong nước và quốc tế háo hức theo dõi, đợi chờ. Thầy Thích Minh Tuệ nhiều lần khẳng định bản thân ông không phải là nhà sư của bất kỳ giáo hội hay ngôi chùa cũng như tổ chức nào. Ông chỉ là một người toàn tâm học tập theo Đức Phật thông qua 13 hạnh đầu đà, như mỗi ngày chỉ ăn một bữa, đi khất thực với một lõi nồi cơm điện cũ, không nhận tiền cúng dường, ngủ ngồi ở nghĩa trang, trong rừng, nơi hoang vắng hay bất kỳ nơi nào, không làm phiền đến bất kỳ ai. Chiếc áo thầy mặc được chấp vá từ những mảnh vải vụn thầy nhặt được trong hành trình đi bộ khất thực. Tất cả những hành trình và hành động của thầy trong việc tuân thủ nghiêm ngặt giới luật Phật Pháp đã truyền cảm hứng cho rất đông người Việt, thuộc mọi tầng lớp xã hội bao gồm cả giới trí thức, văn nghệ sĩ và được đánh giá như một cuộc cách mạng về Phật giáo tại Việt Nam. Trong bối cảnh cái gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam mà người dân mỉa mai là giáo hội quốc doanh đang thao túng Phật giáo Việt Nam, tổ chức này được coi là một cánh tay nối dài của Đảng, đã làm thoái hóa biến chất Phật giáo, cố ý làm cho người Việt hiểu sai về triết lý của đạo Phật. Các ba tăng của lãnh đạo Phật giáo quốc doanh đã biến đạo Phật và các nhà chùa trong hệ thống quản lý của họ thành nơi kinh doanh tôn giáo với cái gọi là tiền cúng dường, đã đem lại nguồn lợi khổng lồ lên đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Đổi lại, ngành kinh doanh béo bở này không bị kiểm tra, thanh tra về tài chính và không bị đóng thuế cho nhà nước. Đó là lý do vì sao đằng sau các chùa lớn, các đại tự thuộc sở hữu tư nhân luôn thấy bóng dáng các quan chức lãnh đạo cấp cao của cả Đảng và nhà nước Việt Nam. Hiện tượng sư Thích Minh Tuệ đã khiến số đông tăng ni Phật tử suy nghĩ và soi lại những phát ngôn gây phẫn nộ trong thời gian vừa qua của các ma tăng như Thích Trần Quang, Thích Trúc Thái Minh, vân vân, về một thứ Phật giáo biến thái chỉ nhằm mục đích thu được nhiều tiền bạc, càng nhiều càng tốt. Do đó, thầy Thích Minh Tuệ đã và đang được rất nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước ngưỡng mộ, yêu mến. Số lượng người tìm đến đi theo thầy từng đoạn ngắn cũng như xin theo tu học mỗi ngày một đồng. Dường như quá cay cú về hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ khiến số đông tăng ni Phật tử quyết định quay lưng và nói không với các chùa chiền thuộc giáo hội Phật giáo quốc doanh. Điều đó đã khiến các chùa lớn rơi vào tình trạng vắng như chùa Bà Đanh, tới mức một số chùa rơi vào tình trạng tiền công đức không đủ để trả hóa đơn tiền điện và ma tăng không đủ tiền ăn chay mỗi ngày. Phản ứng lại, vào ngày 16 tháng 5, giáo hội Phật giáo quốc doanh đã ra văn bản khẳng định sư Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập hay là nhân sự của bất kỳ chùa nào, thuộc tổ chức nào. Không ngờ tuyên bố mang tính khiêu khích này đã lại trở thành hành động đổ dầu vào lửa, khiến cho thầy Thích Minh Tuệ đã nổi tiếng lại càng thêm nổi tiếng hơn. Đáng chú ý, ban đầu khi hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ mới nổi lên, nhà nước Việt Nam dường như vẫn thể hiện sự kiên nhẫn đáng kể. Chính quyền các địa phương nơi thầy đi qua như Quảng Bình, Quảng Trị không ủng hộ cũng như không cấm đoán việc bộ hành khất thực của thầy. Giới thạo tin cung đình tiết lộ cho biết, dường như chính quyền muốn sử dụng sự kiện bộ hành khất thực của thầy Thích Minh Tuệ để chuyển hướng sự quan tâm của công luận khỏi những sự kiện đấu đá tại thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước, khi các cuộc đấu đá đã trở nên rối ren, phơi bày trước bản dân thiên hạ. Và bây giờ thì câu hỏi tại sao đến nửa đêm vào ngày 2 tháng 6 vừa qua, chính quyền lại đột nhiên tổ chức bắt cóc thầy Minh Tuệ và nhiều thành viên trong đoàn giải tán đoàn tu và đưa thầy về giam lỏng ở Gia Lai cho đến ngày hôm nay? Câu trả lời sẽ được tiếp tục phục vụ quý vị trong lần tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Thích Minh Tuệ, sự thay đổi lớn về nhận thức, vì sao lúc đầu chính quyền không cấm. Bốn cửa ải cản bước Tô Lâm vươn tới chiếc ghế Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14 là gì? Chính trường Việt Nam đang dần ổn định trở lại sau một thời gian dài sóng gió chưa từng thấy. Chiến thắng của Chủ tịch nước Tô Lâm khi lội ngược dòng và thành công đưa một ủy viên Trung Đảng lên nắm ghế Bộ trưởng Bộ Công an là điều chưa từng có tiền lệ. Nhiều ý kiến nhận xét rằng hiện nay Tô Chủ tịch là người có quyền lực mạnh mẽ nhất trong Đảng và đã trở lại phong độ như thời kỳ vào tháng 3 năm 2024. Khi đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã liên tiếp đánh gục ba nhân vật quyền lực hàng đầu của Đảng, là những người
thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay có những đồn đoán cho rằng sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang rất xấu. Theo tin đồn, ông Trọng bị ung thư máu và đang nằm điều trị trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Quân đội 108 do các bác sĩ Trung Quốc trực tiếp chăm sóc và điều trị. Tuy nhiên, trước đây từng nhiều lần xuất hiện những đồn đoán tương tự với sức khỏe của ông Trọng mà đa số là không chính xác. Đầu năm 2024 rộ lên đồn đoán rằng sức khỏe của Tổng Trọng rất xấu, thậm chí cho rằng ông đã tử vong. Nhưng bất ngờ vào ngày 15 tháng 1, ông xuất hiện tại Quốc hội với một thể trạng tương đối tốt và khá tươi tỉnh. Vào ngày 15 tháng 5, tiến sĩ Lan Storley từ Viện Nghiên cứu Chính trị Đông Nam Á tiết lộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang không có sức khỏe tốt và có lẽ không thể gặp ông Putin. Nhưng tại Hội nghị Trung ương 9 diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 5, người ta vẫn thấy ông Trọng xuất hiện điều hành hội nghị quan trọng này. Trong bối cảnh còn tới hơn 18 tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14, một câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông Trọng không thể tiếp tục duy trì quyền lực. Trước đó ít lâu có rất nhiều dấu hiệu cho thấy ông Trọng vẫn nỗ lực cố gắng tạo ra tình thế để ngồi lại ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ tư trong tư cách là người hùng cứu Đảng. Những xáo trộn vừa qua thượng tầng chính trị là chuyện chưa từng có trong lịch sử 94 năm của Đảng, hiện vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Theo giới quan sát, sau hội nghị Trung ương lần thứ 9, Bộ Chính trị hiện có 16 ủy viên, trong số này có hai ứng viên nổi bật nhất cho ghế Tổng Bí thư là Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên cả hai ông đều sẽ quá tuổi theo quy định 65 vào tháng 1 năm 2026 nên sẽ cần được coi là trường hợp đặc biệt. Chủ tịch nước Tô Lâm được giới quan sát chính trị Việt Nam đánh giá cao khi cho rằng đang trên đường hướng tới ghế Tổng Bí thư sau khi ông Trọng nghỉ hưu. Theo tờ báo Nikkei Asia vào ngày 22 tháng 5, chuyên gia Patoba cho rằng việc ông Tô Lâm duy trì ảnh hưởng trong Bộ Công an sẽ là một trong những yếu tố then chốt quyết định liệu ông có thể trở thành Tổng Bí thư hay không. Tuy nhiên, giáo sư Thayen từ Học viện Quốc phòng Úc đánh giá ông Tô Lâm phải vượt qua được 5 cửa ải để đạt mục tiêu cụ thể bao gồm. Thứ nhất, theo quy định, Tổng Bí thư đương nhiệm sẽ đề cử người kế nhiệm. Trong khi đó, trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 14 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm trách nên việc cân nhắc và phê chuẩn Tô Lâm làm ứng viên không hề dễ dàng. Thứ hai, Ban chấp hành Trung ương sẽ phải phê chuẩn theo đề xuất của tiểu ban nhân sự để đạt được đồng thuận với người kế nhiệm. Nhưng năm 2020, dù Tổng Trọng đã đề cử ông Trần Quốc Vượng, nhưng ông Vượng không nhận đủ số phiếu của Ban chấp hành Trung ương Đảng, mà vẫn bị loại. Thứ ba, ông Tô Lâm phải nhận được đa số phiếu từ rất nhiều đại biểu đại hội lần thứ 14 để được bầu vào Ban chấp hành Trung ương mới. Đây cũng là một trở ngại. Thứ tư, Ban chấp hành Trung ương mới do ông Tô Lâm vào Bộ Chính trị, để sau đó Bộ Chính trị sẽ vào Ban chấp hành Trung ương mới bầu làm Tổng Bí thư. Vẫn theo giáo sư Thayen, hành trình sẽ không hoàn toàn thuận lợi trong Tô Lâm vì ông không nhận đủ sự ủng hộ cao của giới lãnh đạo cấp cao và của Quốc hội. Với bằng chứng là trong cuộc bỏ phiếu đối với 44 chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn vào năm 2023, ông Tô Lâm có số phiếu tín nhiệm cao khá thấp và số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, ông Lâm bị đánh giá là một ứng viên gây chia rẽ trong Đảng. Đó là chưa kể đến việc gần đây nhiều tin đồn cho rằng quân đội đang gây sức ép để thanh tra tập đoàn Xuân Cầu Holding của em trai ông Tô Lâm do liên doanh với công ty Cityland, một sân sau của các tướng lĩnh quân đội. Tuy nhiên, với hệ thống chính trị độc quyền, khi hiến pháp, pháp luật và điều lệ Đảng không được những người cộng sản coi trọng, thì vẫn luôn có những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin 4 cửa ải cản tướng Tô Lâm bước tới chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.